kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 17 tháng 6, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng một số đảng viên tại huyện Tiên Lữ. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện Tiên Lữ, thị xã Mỹ Hào trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Vụ vải lai chín sớm vụ cừ năm nay được mùa, được giá. Nhiều chủ bến bãi ngang nhiên hoạt động khi nước sông Hồng, sông Luộc dâng cao. Công nhân lao động tại khu công nghiệp chật vật xoay sở trong cơn bão giá. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên tại huyện Tiên Lữ. Cùng dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thị Nhạn, 95 tuổi, chi bộ thôn Thống Nhất, Đảng bộ xã Thủ Sĩ là nữ tu kích Hoàng Ngân, và đảng viên Nguyễn Văn Thái, 92 tuổi, chi bộ thôn Trịnh Mỹ, Đảng bộ xã Ngô Quyền. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đề nghị các cấp ngành chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để các đảng viên nói chung, đảng viên lão thành nói riêng đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân khóa 17, hôm nay các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tiên Lữ và thị xã Mỹ Hào. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lữ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 và tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, nhiều cử tri đã phản ánh kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số vấn đề tại địa phương đang cần được quan tâm như hệ thống tưới tiêu không đảm bảo, thi công xuống cấp nhanh, đường DH72 thi công chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải từ khu đại học thủy lợi, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa kém hiệu quả tại xã An Viên còn chậm. Hệ thống đèn giao thông nút giao An Viên Trung Nghĩa hư hỏng gây mất an toàn giao thông. Cử tri cũng đề nghị tỉnh và huyện cần quan tâm hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình phúc lợi, nhất là các khu sân chơi, sân thể thao cho trẻ em nông thôn. Thay mặt đoàn, đồng chí Lê Xuân Tiến đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và giải đáp một số vướng mắc theo thẩm quyền. Những kiến nghị khác, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hứa sẽ trình vào kỳ họp tới để các ngành chức năng giải quyết theo phương châm nhanh và dứt điểm. Dự buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Mỹ Hào có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã phản ánh với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các vấn đề về đảm bảo vệ sinh môi trường, lượng rác thải sinh hoạt ngày càng tăng và tồn đọng chưa được xử lý, cần có giải pháp lộ trình cụ thể để khắc phục. Việc đấu nối để nhân dân được sử dụng nước sạch ở một số địa phương chậm, chi phí đấu nối còn bất cập. Đường giao thông xuống cấp cần sớm đầu tư để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho nhân dân đi lại. Cử tri cho rằng thiếu công bằng khi có chênh lệch tiền bồi thường hỗ trợ giữa đất nhà nước thu hồi với các dự án có sự thỏa thuận của doanh nghiệp. Việc giải tỏa các vi phạm 93A ở một số địa phương chưa cương quyết. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đã giải trình một số nội dung ý kiến kiến nghị của cử tri nêu và hứa sẽ tiếp thu để trình cấp thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời trong thời gian tới. Ngày 16 tháng 6, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại Hưng Yên. Những năm qua, tỉnh ta đã tích cực triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ, công nghệ số, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, quản lý, phục vụ chuyên môn, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung, triển khai hệ thống thư điện tử, quản lý văn bản đi đến, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước, kết nối liên thông từ xã đến tỉnh, trung ương. Xây dựng hệ thống thiết bị kiểm soát vi khí hậu, xây dựng mô hình giáo dục STEM, sử dụng công nghệ truyền hình qua vệ tinh Vinasat 1. Tại hội thảo, đại diện Văn phòng Ủy ban Vũ trụ đã giới thiệu một số ứng dụng kết quả công nghiệp vũ trụ cho dân sự, ứng dụng công nghệ vũ trụ
trong sản xuất nông nghiệp, trong hoạt động thanh tra, giám sát, giải quyết các vấn đề tranh chấp, quy hoạch, xử lý các vấn đề về môi trường, giám sát tài nguyên, đồng thời thảo luận một số nội dung về các vấn đề như ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ, phục vụ phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng, phát thanh truyền hình, tài nguyên và môi trường. Đến thời điểm này, vải lai chín sớm của huyện Phù Cừ đã cơ bản thu hoạch xong. Năm nay, người trồng vải vui mừng vì vải được mùa gần gấp đôi năm trước, trong khi đó giá lại cao, tiêu thụ thuận lợi. Toàn huyện Phù Cừ có trên 750 hectare đất trồng vải lai chín sớm. Năm nay, có khoảng trên 80% diện tích cho sản lượng ước đạt 9.000 tấn quả. Điều kiện về thổ nhưỡng khí hậu đã giúp cây vải lai chín sớm trồng trên đất Phù Cừ có những ưu thế vượt trội. Bắt đầu từ khoảng cuối tháng 5, các thương lái từ thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, các tỉnh Thái Bình, Nam Định đã đến tận vườn để thu mua sản phẩm. Do áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình trồng và chăm sóc nên phải có quả to, không sâu đầu, mẫu mã đẹp. Năm nay giá vải tăng gần gấp đôi năm trước. Còn cái chất lượng vải năm nay thì thứ nhất là cái quả to, thứ hai là vỏ mỏng và chất độ đường thì nó ngọt hơn. Giá thì nói chung là tương đối từ 18 đến 20 nghìn trở lên. Thì riêng nhà tôi thì thương lái đến tận nhà thì cũng không phải ra ngoài, nhưng mà bán thì nói chung là bình quân nó cũng trên 17 nghìn trở lên chứ không có dưới 17 nghìn. Tổng thu cũng được trên 6 tấn, còn tiền thì cũng ngoài 100 triệu một tí. Xã Tam Đa có trên 1.300 hectare đất trồng vải lai chín sớm, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 240 hectare. Năm nay ước tính sản lượng vải lai chín sớm toàn xã đạt trên 3.000 tấn quả, gấp đôi năm trước. Vải thu hoạch đến đâu, thương lái thu mua ngay tại vườn đến đó. Năm nay thì bà con rất phấn khởi, ở bình quân chung là khoảng được 4 đến 50 triệu. Thế có nhà thì khoảng 200 triệu, có nhà thì hơn 100 triệu. Tổng doanh thu của xã thì tầm khoảng 60 tỷ. Tiêu thụ năm nay thì rất là đồng đều, giải vụ. Và cây vải của xã Tam Đa đảm bảo cái chất lượng, không có sâu đầu và có độ vị ngọt và thơm. Thế là thị trường rất là ưa chuộng. Thời gian qua, để xây dựng thương hiệu vải lai chín sớm, huyện Phù Cừ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân sản xuất vải đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và đăng ký sản phẩm OCOP. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã tổ chức hội nghị tiêu thụ vải với sự tham gia của nhiều công ty, doanh nghiệp, các siêu thị, đồng thời làm việc với thương lái, đầu mối thu mua vải tại địa phương nhằm kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm vải lai chín sớm cho nông dân, hạn chế tình trạng tranh mua, tranh bán, ép giá. Sau nhiều năm thì chúng tôi đã đúc rút ra cái kinh nghiệm cần phải tổ chức một cái hội nghị kết nối tiêu thụ sớm để cho các thương lái ở khắp mọi miền của Tổ quốc về biết đến quả vải lai Phù Cừ. Sau hội nghị thì nhiều hộ dân, nhiều thương lái đã ký kết được hợp đồng. Chính vì vậy mà năm nay vải lai của chúng tôi vừa được mùa lại vừa được giá. Với niềm vui năm nay, vải được mùa ta bán cao đã và đang là động lực để người trồng vải của huyện Phù Cừ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng vải để tiếp tục khẳng định thương hiệu vải lai chín sớm huyện Phù Cừ bay xa. Những năm gần đây, nhiều nông dân của xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu đã trồng xen canh các loại cây dược liệu rau màu ngắn ngày dưới tán cây ăn quả. Đây được xem là cách làm lấy ngắn nuôi dài, góp phần tăng thêm thu nhập cho nhiều hộ gia đình trong xã. Với diện tích gần một mẫu trồng bưởi và nhãn từ năm 2000, sau nhiều năm phát triển mở rộng, hiện gia đình ông Đỗ Đình Hưng, thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân đã trồng gần 200 gốc cây ăn quả. Cũng từ đó, ông Hưng bắt đầu trồng xen thêm nhiều các loại cây như cây bạc hà, hoài sơn, bạch chỉ, địa liền và các loại rau màu như đỗ, khoai sọ, su hào, ớt, bên dưới, nhãn và bưởi. Các loại cây trồng này đều sinh trưởng phát triển tốt, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập thêm cho gia đình ông Hưng 300 triệu đồng. Khi chúng tôi trồng như thế là nó không ảnh hưởng gì đến cây nhãn, cây cam, cây bưởi. Mang lại rất nhiều lợi ích, giữ được độ ẩm, che phủ mát ngày nóng nắng, khô hạn và tăng thu nhập nhiều. Có khi có những năm có khi thu nhập ngang với thu nhập màu chính.
Năm 2019, gia đình ông Đặng Nhân Thu, thôn Phương Đường, xã Tứ Dân chuyển đổi hơn một mẫu diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng bơ và mít. Trong lúc chờ đợi cây bơ, cây mít cho thu hoạch thì nguồn thu từ củ địa liền, củ nưa cũng giúp gia đình ông có thêm thu nhập để lấy ngắn nuôi dài. Mỗi năm gia đình ông thu xuất bán 4 tấn củ địa liền và củ nưa, được thương lái đến tận nơi thu mua với giá 10.000 đến 16.000 đồng kg, trừ mọi chi phí, thu lãi từ 8 đến 10 triệu đồng một sào một năm. Trồng cái cây địa liền và cây củ lưa này đỡ được công làm quả. Sau khi thu hoạch củ lưa đấy và địa liền ấy, thì cái cây củ lưa và cây của địa liền ấy, thì lại là một cái nguồn phân hữu cơ để chăm bón cho cái cây ăn quả. Năng suất của cây trồng phụ là tương đối tốt. Tứ Dân là đã trồng xen các cây dược liệu cũng như hoa màu ở dưới tán lá của những cây ăn quả cho giá trị kinh tế rất là cao. Tới đây là chúng tôi phải đưa những cái mô hình này vào nhân rộng cho cán bộ và nhân dân, với hội viên nông dân trong toàn xã để triển khai những cái mô hình này để tăng thu nhập và để xóa đói giảm nghèo cho nhân dân và tạo công việc làm cho nhân dân trong xã. Hiện nay xã Tứ Dân có trên 600 mẫu trồng các loại cây ăn quả như cây nhãn, chuối, bưởi, mít. Trong đó, diện tích trồng xen canh cây dược liệu, cây ngắn ngày dưới tán các cây ăn quả chiếm khoảng 70%. Cách làm này góp phần giúp người dân tận dụng hiệu quả diện tích canh tác, gia tăng giá trị sản xuất và thu nhập cho gia đình. Mặc dù ngày 8 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 69 về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó yêu cầu ngày 31 tháng 4, tất cả các địa phương phải hoàn thành công tác phòng chống lụt bão úng. Như vậy, việc tập kết nguyên vật liệu hàng hóa trên khu vực bảo vệ đê điều đều phải tạm dừng. Tuy nhiên, trong 3 ngày vừa qua, khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ, mực nước sông Hồng và sông Luộc lên cao, nhưng tình trạng tập kết và mua bán cát tại hai tuyến sông này vẫn ngang nhiên diễn ra. Bãi tập kết cát đen ở vị trí sát mép nước sông Hồng được ghi hình ngày 16 tháng 6 ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Năm 2021, chủ bãi tập kết này là ông Phan Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Dung đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính do hoạt động trái pháp luật, vi phạm luật đê điều, nhưng đến nay vẫn đang hoạt động máy xúc và ô tô chở hàng. Cùng thời điểm, tại bãi tập kết cát đen do công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng do bà Nguyễn Thị Sao làm chủ sở hữu cũng hoạt động vi phạm tương tự tại mép sông Hồng, địa bàn thôn Thắng Lợi, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Tương tự các bãi chứa cát đen trên khu vực sông Hồng, sông Luộc, địa bàn xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đang có 4 bãi tập kết cát đen thuộc sở hữu của 3 doanh nghiệp cũng đang hoạt động bình thường như hình ảnh quý vị đang theo dõi. Trong cái thời điểm này nó đang xả lũ thì thực hiện tăng cường kiểm tra, xử lý ngăn chặn các vi phạm và xử lý nghiêm các bến bãi vi phạm về luật đê điều. Tại địa bàn thôn Nghi Duyên, xã Chí Tân, huyện Hoài Châu, 3 chủ bãi thuộc 3 doanh nghiệp tại đây vẫn tập trung các bãi cát cao từ 2 đến 4 mét. Được biết Hưng Yên đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với công tác phòng chống lũ có 3 trọng điểm cấp tỉnh và 9 trọng điểm cấp huyện. Trong đó, các bến bãi khu vực xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ nằm sát một trọng điểm cấp tỉnh trên sông Luộc cần sớm xử lý. Tình hình hoạt động bến bãi chứa chất vật liệu trên không hiện nay khá phức tạp. Trong cấp phép thì thời gian mùa mưa lũ là không được hoạt động. Tuy nhiên là các chủ bến bãi vẫn hoạt động vi phạm cái quy định về phòng chống lũ. Ở từng thời điểm khác nhau có khoảng chừng gần 50 bến bãi đang hoạt động kinh doanh. Trong đó nhiều bến bãi không có phép, thậm chí không có trong quy hoạch. Thì chúng tôi thường xuyên báo cáo tỉnh về đề nghị chính quyền các địa phương phải triệt để giải tỏa. Được biết, tại Điều 24 Nghị định số 33 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có quy định. Phạt tiền đối với hành vi san lấp sông, suối, kênh rạch, gây thu hẹp dòng chảy từ 40 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng đối với hành vi gây thu hẹp từ 20 đến 50% mặt cắt ngang sông, suối, kênh rạch trở lên.
Phải tằn tiện, thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu là tình cảnh của rất nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh cơn bão giá như hiện nay. Giá xăng dầu tăng liên tục khiến cho các mặt hàng cũng tăng. Vì thế, việc tăng ca và làm thêm ngoài giờ đang được nhiều người lao động tính đến để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Làm công nhân bốc vác cho một công ty sản xuất đồ điện gia dụng trên địa bàn xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ được hơn 3 năm nay với mức thu nhập 7 triệu đồng một tháng. Anh Hoàng Xuân Vinh chưa bao giờ lo lắng về tương lai như bây giờ. Chi phí phòng trọ, tiền sinh hoạt hàng tháng cộng thêm việc phải lo cho người vợ đang nghỉ làm để chuẩn bị sinh con khiến anh không khỏi lo lắng. Em thì lương cũng chỉ được 7-8 triệu, bây giờ xăng dầu tăng lên thì khó khăn, cái gì cũng đắt, giờ cũng hầu như là không để ra được đồng nào cả. Xăng dầu cứ lên giá này, em cũng không biết là mai sau như thế nào. Anh Nguyễn Đình Hưng hiện đang làm công nhân tại một công ty may mặc. Dù phải tăng ca làm 10 tiếng một ngày, nhưng thu nhập cũng không đủ tiền để nuôi hai con ăn học và thuê phòng trọ. Vì vậy, ngoài thời gian làm ở công ty, anh Hưng còn mở thêm dịch vụ sửa chữa đồ điện tử ngay tại xóm trọ, nhờ đó giúp anh mỗi tháng có thêm thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng trang trải cuộc sống. Mọi cái chi phí đều tăng hết, tôi cũng sửa chữa thêm ở nhà này này. Đấy, mỗi tháng tăng thêm một chút thu nhập đấy thì để cộng vào tiền ăn, tiền nhà, tiền này có thể dư dật cho các cháu đóng học. Tiền nhà thì vẫn cứ lấy phòng 30 mét vuông thì lấy 1,2 triệu, còn 18 mét vuông thì tôi lấy 800, còn điện thì 2,5 triệu, bây giờ thì lấy 3,000, nước thì trước 8,000, bây giờ thì lấy 10,000, còn các nhà thì tăng hết rồi. Với đồng lương ít ỏi, nhiều người lao động cảm thấy chật vật khi hầu hết các mặt hàng đều leo thang theo giá tăng. Theo ghi nhận, chỉ riêng nhóm thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đã tăng khoảng 10% so với trước. Thắt chặt chi tiêu là cách mà nhiều công nhân lựa chọn để thích ứng với điều kiện thu nhập thấp. Đi làm lương rất là thấp mà giá cả lại cao. Trước đây là tôi mang ra 500.000 đi ra chợ là đủ dùng 5 ngày, nhưng mà bây giờ chúng chỉ dùng trong 3 ngày thôi. Thì cũng mong giúp đỡ cho công nhân chúng tôi là tăng lương tối thiểu vùng để thu nhập của chúng tôi nó được ổn định. Có thể thấy việc tăng lương tối thiểu vùng là điều không thể chần chừ, bởi về lâu dài, thu nhập ổn định, thỏa đáng không chỉ là hướng tới an sinh bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động mà còn là cách để hướng tới xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh. Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022 và phổ biến luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai ma túy. Với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn, tháng hành động phòng chống ma túy được thực hiện từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Tại hội nghị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu cơ sở điều trị nghiện ma túy phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương, các cụm liên kết cộng đồng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiến thức pháp luật trong công tác chữa trị cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện tại cơ sở. Lực lượng công an đẩy mạnh rà soát, phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định, tăng cường giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức gặp mặt cộng tác viên thường xuyên gửi tác phẩm cho Ấn phẩm Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đến nay, Ấn phẩm Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát hành được 83 số, tập trung tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của ngành, các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh một cách sinh động, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch gia đình, cổ vũ phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Với nội dung phong phú, hình thức trang nhã, mang phong cách riêng, Ấn phẩm Văn hóa, thể thao và du lịch Hưng Yên được đông đảo bạn đọc đón nhận và đánh giá cao về chất lượng cũng như nội dung, hình thức thể hiện. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên cũng vừa tổ chức liên hoan phát thanh truyền thanh thành phố Hưng Yên năm 2022.
Từ liên hoan có 17 đội tuyển đến từ 17 xã phường, tham dự có 21 tác phẩm dự thi ở hai thể loại gồm chương trình truyền thanh và phóng sự phát thanh. Các đội tuyển phải trải qua hai phần thi là phần thi nội dung và thực hành phát thanh, thời gian 15 phút. Liên hoan diễn ra nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cơ sở, trao đổi về kỹ năng viết tin, bài và biên tập chương trình truyền thanh. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đài truyền thanh phường Hiến Nam, 2 giải nhì, 3 giải ba cùng nhiều giải thưởng khác.